Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 11 sách cánh diều. Chương 8 bài 4 phần tiếp theo. Rồi trong video hôm nay các em sang phần hai la mã. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. Phần hoạt động 2. Nền nhà, cánh cửa và mép cửa ở hình 48 gợi lên hình ảnh mặt phẳng P, mặt phẳng Q và đường thẳng A. Cánh cửa là mặt phẳng P, nền nhà là mặt phẳng Q và mép cửa là đường thẳng A. Các em quan sát hình 48 và cho biết A, vị trí tương đối của đường thẳng A và mặt phẳng Q. Quan sát và chúng ta nhận thấy đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng Q. Đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng Q. B. Hai mặt phẳng P và Q có vuông góc với nhau không? Rồi chúng ta nhận xét là hai mặt phẳng P và Q vuông góc với nhau. Qua phần hoạt động này chúng ta có nhận xét nếu đường thẳng A thuộc mặt phẳng P mà đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng Q thì ta suy ra mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q. Và cụ thể chúng ta có định lý sau. Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. Rồi cụ thể các em quan sát. Nếu mặt phẳng P chứa đường thẳng A mà đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng Q thì mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q. Nếu A chứa trong P mà A vuông góc với Q thì P và Q vuông góc với nhau. Thì P vuông góc với Q. Các em có thể nói ngược lại là Q vuông góc với P. Nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. Rồi cụ thể chúng ta sẽ chứng minh định lý này như thế nào. Chúng ta giả sử đường thẳng A được chứa trong mặt phẳng P và đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng Q. Bây giờ chúng ta chứng minh mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q. Để chứng minh mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q thì các em chứng minh như thế nào? Chúng ta nhận thấy mặt phẳng P cắt mặt phẳng Q và tạo ra bốn góc nhị diện. Bây giờ các em chỉ cần chỉ ra một trong bốn góc nhị diện đó là góc nhị diện vuông. Để thuận tiện ta gọi O là giao điểm của đường thẳng A và mặt phẳng Q. Như vậy ta suy ra điểm O vừa thuộc mặt phẳng P vừa thuộc mặt phẳng Q, tức là điểm O là điểm chung của hai mặt phẳng P và Q. Ta gọi D là giao tuyến của hai mặt phẳng P và Q. Vì O là điểm chung của hai mặt phẳng P và Q, vậy ta suy ra O thuộc giao tuyến. Suy ra O thuộc giao tuyến D. Do A vuông góc với mặt phẳng Q, cho nên ta suy ra A vuông góc với đường thẳng D, tức là A vuông góc với giao tuyến D. Trong mặt phẳng Q, qua điểm O, kẻ đường thẳng B sao cho đường thẳng B vuông góc với đường thẳng D. Sao cho B vuông góc với D. Bây giờ các em lấy điểm M thuộc đường thẳng A và lấy điểm N thuộc đường thẳng B.
Lúc này chúng ta có OM vuông góc với đường thẳng D. Bởi vì sao? Bởi vì A vuông góc với D. Bởi vì A vuông góc với D cho nên OM vuông góc với D. Ta cũng có ON vuông góc với D. Bởi vì sao? Bởi vì B vuông góc với D. Như vậy OM vuông góc với D, ON vuông góc với D. Do đó ta suy ra góc MON chính là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện M phẩy D phẩy N. Góc nhị diện M phẩy D phẩy N chính là góc nhị diện có cạnh là đường thẳng D và hai mặt, một mặt chứa điểm M và một mặt chứa điểm N. Góc phẳng nhị diện của góc nhị diện này chính là góc MON. Để thuận tiện ta gọi đây là 1. Mặt khác ta có đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng Q. Và đường thẳng B nó được chứa trong mặt phẳng Q. Cho nên ta suy ra đường thẳng A vuông góc với đường thẳng B. A vuông góc với Q mà B nó chứa trong Q. Vậy suy ra A vuông góc với B. A vuông góc với B. A vuông góc với B hay OM vuông góc với ON. Được chưa? OM vuông góc với ON chứng tỏ góc MON bằng 90 độ. Để thuận tiện ta gọi đây là 2. Các em kết hợp 1 và 2 lại với nhau. Theo 1 thì MON là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện M phẩy D phẩy N. Theo 2, góc MON bằng 90 độ. Vậy từ 1 và 2 ta suy ra góc nhị diện mà chúng ta đang xét là góc nhị diện vuông. Hai mặt phẳng P và Q cắt nhau tạo thành 4 góc nhị diện. Và chúng ta đã chỉ ra một trong bốn góc nhị diện đó là góc nhị diện vuông. Vậy chúng ta kết luận mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q. Rồi như vậy là qua định lý này thì từ bây giờ trở đi, để chứng minh mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q thì các em chỉ cần chỉ ra đường thẳng A nó được chứa trong mặt phẳng P. Và các em chứng minh cho đường thẳng A nó vuông góc với mặt phẳng Q là được. Để cụ thể hơn, các em sang ví dụ 2. Cho hình chóp SABCD có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD và đáy ABCD là hình chữ nhật. Các em quan sát hình 50. Rồi các em biết là trong không gian chúng ta có thể dùng hình bình hành để biểu diễn hình vuông, hình thoi, hình chữ nhật và biểu diễn chính nó. Ở đây chúng ta có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. ABCD là hình chữ nhật. Chứng minh rằng câu E, mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABCD, tức là các em chứng minh mặt phẳng màu tím vuông góc với mặt phẳng màu xanh. Rồi theo định lý trên, các em chỉ cần chỉ ra SA vuông góc với mặt phẳng màu xanh mà SA nó được chứa trong mặt phẳng màu tím. Vậy ta suy ra mặt phẳng màu tím vuông góc với mặt phẳng màu xanh. Câu E, ta có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD theo giả thiết. SA vuông góc với mặt phẳng ABCD mà SA nó được chứa trong mặt phẳng màu tím. Vậy ta suy ra mặt phẳng màu tím vuông góc với mặt phẳng màu xanh ABCD. Được chưa? Ta suy ra mặt phẳng
AB vuông góc với mặt phẳng ABCD, điều phải chứng minh. Rồi câu B. Câu B, các em chứng minh cho mặt phẳng SAB, tức là mặt phẳng màu tím, vuông góc với mặt phẳng SAD, tức là vuông góc với mặt phẳng màu vàng. Để chứng minh mặt phẳng màu tím vuông góc với mặt phẳng màu vàng, thì các em chỉ ra mặt phẳng màu tím, nó chứa một đường thẳng, mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng màu vàng. Cụ thể mặt phẳng màu tím nó chứa đường thẳng AB. Bây giờ các em chứng minh cho AB vuông góc với mặt phẳng màu vàng. Rồi câu B, ta có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD theo giả thiết. Vậy ta suy ra SA vuông góc với AB. Mà AB nó vuông góc với AD. Bởi vì sao? Bởi vì ABCD là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì hai cạnh kề nó vuông góc với nhau. Ta có AB vuông góc với AD. Như vậy AB vuông góc với SA, AB vuông góc với AD, tức là AB vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau SA và AD. Mà hai đường thẳng cắt nhau này nó cùng thuộc mặt phẳng màu vàng. Vậy ta suy ra AB vuông góc với mặt phẳng màu vàng SAD. Ta lại có AB nó được chứa trong mặt phẳng màu tím SAB. AB nó vuông góc với mặt phẳng màu vàng, mà AB được chứa trong mặt phẳng màu tím. Vậy ta suy ra mặt phẳng màu tím vuông góc với mặt phẳng màu vàng. Rồi ta suy ra mặt phẳng màu tím SAB vuông góc với mặt phẳng màu vàng SAD, điều phải chứng minh. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 2. Cho hình chóp SABCD. Trước hết là các em vẽ hình chóp SABCD. Có đáy ABCD là hình thoi. Đáy ABCD là hình thoi. Các em có thể dùng hình bình hành biểu diễn cho hình thoi. Trong không gian chúng ta có thể dùng hình bình hành biểu diễn cho hình thoi. SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Chứng minh rằng mặt phẳng SAC, mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng SBD. Tức là các em chứng minh cho mặt phẳng màu xanh vuông góc với mặt phẳng màu vàng. Để chứng minh mặt phẳng màu xanh vuông góc với mặt phẳng màu vàng, thì các em chỉ cần chứng minh mặt phẳng màu vàng nó chứa một đường thẳng, mà đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng màu xanh. Cụ thể ở đây các em chỉ ra mặt phẳng màu vàng nó chứa đường thẳng BD, mà đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng màu xanh. Thì ta suy ra mặt phẳng màu vàng vuông góc với mặt phẳng màu xanh. Rồi cụ thể, ta có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD theo giả thiết. Vậy ta suy ra SA vuông góc với BD, bởi vì BD nó thuộc mặt phẳng ABCD. Mà BD nó vuông góc với AC. BD vuông góc với AC bởi vì sao? Bởi vì ABCD là hình thoi. Hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau. Được chưa? Như vậy BD vuông góc với SA, BD vuông góc với AC, mà SA và AC là hai đường thẳng cắt nhau và nó cùng thuộc mặt phẳng màu xanh. Do đó ta suy ra BD vuông góc với mặt phẳng màu xanh. Suy ra BD vuông góc với mặt phẳng màu xanh SAC. Mặt khác ta có BD nó được chứa trong mặt phẳng màu vàng SBD. BD vuông góc với mặt phẳng màu xanh, mà BD được chứa trong mặt phẳng màu vàng. Vậy ta suy ra mặt phẳng màu vàng vuông góc với mặt phẳng màu xanh.
Tức là ta suy ra mặt phẳng SBD vuông góc với mặt phẳng SAC, hay mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng SBD, điều phải chứng minh. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.